Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 27 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8. Toàn tỉnh còn 31 xã chưa có nước sạch từ các nhà máy. Thị trấn Như Quỳnh có nhiều hộ thu gom phế liệu trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Huyện Ân Thi thiếu nhiều giáo viên bậc học mầm non. Huyện Kim Động đơn vị dẫn đầu trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8. Sự kỳ họp có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố. Thay mặt đoàn chủ tọa kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét và thông qua một số nghị quyết theo kế hoạch đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại nghị quyết số 191 ngày 12 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, sau 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời tập trung thảo luận, xem xét, thông qua 9 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, nhất là các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh, nghị quyết thay thế nghị quyết số 292 ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng Nhân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ và một số nghị quyết quan trọng khác. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các nội dung trình đã được xem xét thận trọng, đảm bảo yêu cầu về pháp lý và thực tiễn để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy kỳ họp chỉ diễn ra trong 1/2 ngày, nhưng kỳ họp này có khối lượng công việc lớn, một số nội dung mang tính chất chuyên sâu, chuyên ngành. Để hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tham gia đầy đủ phiên họp, phát huy trí tuệ, dân chủ, dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu các báo cáo tờ trình, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến chất lượng vào báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8
Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng để từ đó có những chỉ đạo điều chỉnh kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp đã nghe ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2019. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tờ trình và dự thảo nghị quyết bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 292 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình kỳ họp. Trong mấy năm vừa qua, thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi để phát triển cánh đồng mẫu lớn, xây dựng các hợp tác xã kiểu mới theo hướng sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, thị trường để thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Qua thực tế cho thấy đây là hướng đi hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người nông dân, nâng cao giá trị trên một đơn vị canh tác. Trong thời gian tới, việc xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp kiểu mới sẽ tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, khuyến khích phát triển thông qua các cơ chế chính sách ưu tiên cụ thể. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019. Thay mặt các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội và Ban Pháp chế đã trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết được trình bày tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nội dung thiết thực của các tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp. Việc ban hành và thông qua các tờ trình sẽ góp phần giải quyết điều chỉnh kịp thời một số nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019, cũng như tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kết quả ông Đoàn Văn Hòa đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh với số phiếu đạt cao. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cho biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý thông qua 9 tờ trình và dự thảo nghị quyết đưa ra theo chương trình nội dung của kỳ họp thứ 8. Thay mặt đoàn chủ tọa kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, phát biểu bế mạc. Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận với nhiều ý kiến cụ thể sâu sắc và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 theo nghị quyết số 169 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp là quan trọng. Tuy nhiên, việc sớm triển khai
để đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Do vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Một là Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm cụ thể hóa và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được thông qua, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn khi tổ chức thực hiện các nghị quyết để kịp thời trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và đúng quy định. Hai là Thường trực Hội đồng Nhân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, thực hiện tốt vai trò cầu nối với cử tri và nhân dân trong tỉnh, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng thời tham gia tích cực và có trách nhiệm cùng các cơ quan hữu quan giải quyết có hiệu quả và kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo niềm tin của nhân dân và cử tri trong tỉnh. Ba là kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương chuẩn bị các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ban của Hội đồng Nhân tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân tỉnh ngay từ khi xây dựng dự thảo, các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết để tiến hành thẩm tra các nội dung theo quy định, đảm bảo các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh có chất lượng, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tạo tiền đề để bước vào chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tới, chúng ta phải tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng cấp bách để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra. Do vậy, đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương rà soát các nhiệm vụ được giao, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình cấp thiết của tỉnh đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp này tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Việc thảo luận, tranh luận, giải trình tạo không khí sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhân dân và cử tri trong tỉnh. Kết quả của kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, sự phối hợp của Ủy ban Nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan đơn vị hữu quan, hoan nghênh các hoạt động tích cực, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh. Cảm ơn toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh đã quan tâm theo dõi kỳ họp. Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn luật quốc phòng năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Sự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018. Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương 40 điều quy định các nguyên tắc chính sách của nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng, đồng thời được quán triệt các nội dung cơ bản của nghị định về công tác quốc phòng ở bộ, ngành, trung ương, địa phương, nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng, nghị định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch từ các nhà máy trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 38%, tỷ lệ phủ kín đường ống đạt gần 89%. Tuy vậy, vẫn còn 31 xã chưa có đường ống hoặc có đường ống nhưng chưa cấp nước. Trong đó có 21 xã chưa có đường ống nước tập trung ở các huyện Mỹ Hào 5 xã, Yên Mỹ 5 xã, Ân Thi 3 xã, Văn Giang 3 xã. 10 xã đã có đường ống nhưng chưa cấp nước tập trung ở thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Lâm, Ân Thi. Nguyên nhân là hiện nay ở một số địa phương chưa có nhà máy cấp nước hoặc đã phân vùng nhưng các doanh nghiệp cấp nước chưa lắp đặt đường ống. Việc tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch ở các địa phương còn hạn chế. Đến nay, đã có 7 trên 8 cơ sở trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển nguồn nước thô theo hình thức mua buôn nước sạch từ các cơ sở khác có nguồn cấp đảm bảo yêu cầu. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh phân vùng cấp nước đối với các cơ sở cấp nước không đảm bảo năng lực và tiến độ thực hiện nhiệm vụ để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nước sạch. Trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm vẫn xuất hiện những điểm thu gom tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư, không chỉ tác động nặng nề đến môi trường sống và sức khỏe của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài hơn 1.000 hộ thuộc làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, hiện có khoảng 20 hộ thu gom phế liệu nằm trong khu dân cư, tập trung nhiều tại thôn Hành Lạc, Ngô Xuyên. Hàng trăm loại phế liệu từ túi ni lông, bìa cắt tông, dây điện đến các mẩu sắt rỉ, thùng chai nhựa, chất đống ngổn ngang, mùi hôi bốc lên lẫn vào không khí rất khó chịu. Không chỉ thu gom, nhiều hộ còn xử lý tẩy rửa những phế liệu này trong khu dân cư, vừa làm mất mỹ quan xóm làng, gây ô nhiễm môi trường sống, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Huyện Văn Lâm từng đề nghị ngành điện lực ngừng cấp điện và yêu cầu các hộ di chuyển ra khỏi khu dân cư, tuy nhiên tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện. Hiến máu bình thường đã rất quý, nhưng hiến những đơn vị máu sống để ngay lập tức truyền cho người bệnh đang cần thì lại càng quý hơn nữa vì đã góp phần cứu sống bệnh nhân ngay trong lúc nguy kịch nhất. Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, bệnh nhân Trịnh Văn Tầng, 65 tuổi, được tiến hành mổ sỏi thận do sỏi san hô đài bể thận với số lượng sỏi rất lớn. Do thận bị viêm ứ mủ từ trước và viêm tổ chức quanh thận nên dẫn tới bệnh nhân bị chảy máu không cầm và mất nhiều máu kèm theo rối loạn đông máu. Bệnh viện đã truyền 4 lít máu nhưng chưa cầm được máu. Tình trạng bệnh nhân rất cần được truyền máu tươi toàn phần để giải quyết vấn đề này. Trước tình trạng đó, bệnh viện và câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tỉnh đã kêu gọi các tình nguyện viên. Rất nhanh sau đó, đã có 5 thành viên tình nguyện đến hiến 5 đơn vị máu sống cho bệnh nhân. Với sự nỗ lực của các y bác sĩ trong kíp mổ và lượng máu tươi cung cấp kịp thời, bệnh nhân đã cầm máu vết mổ, tim mạch và huyết áp đã ổn định. Những giọt máu sống vô cùng ý nghĩa trong những trường hợp như vậy. Hiện nay, nhiều trường mầm non tại huyện Ân Thi đang thiếu giáo viên. Điều này khiến cho việc dạy và chăm sóc trẻ ở các trường đang rơi vào tình trạng quá tải. Đối với bậc học giáo dục mầm non toàn huyện hiện có 480 cán bộ quản lý nhân viên giáo viên, tỷ lệ giáo viên đứng lớp hiện nay đạt 1,4 giáo viên một lớp. Đối chiếu với quy định thông tư 06/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định tỷ lệ 2,2 giáo viên một lớp, thì huyện Ân Thi còn thiếu 214 giáo viên. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, sau khi bố trí sắp xếp hiện nay còn thiếu từ 70 đến 80 giáo viên mầm non, các trường thiếu nhiều gồm Xuân Trúc, Vân Du, Bãi Sậy, Bắc Sơn, Quảng Lãng. Nguyên nhân chủ yếu là do những năm gần đây, mạng lưới cơ sở vật chất các trường mầm non công lập được đầu tư phát triển và từng bước được chuẩn hóa, nên tỷ lệ trẻ em ra lớp đông hơn. Mặt khác, dân số tăng lên, trong đó cả dân số cơ học. Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu biên chế giáo viên không tăng do đang thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế.
Sáng nay tại nhà thiếu nhi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Đoàn Hưng Yên tổ chức khai mạc giải bóng đá hội khỏe phù đồng học sinh tiểu học Hưng Yên năm 2019. Giải có sự góp mặt của 12 đội bóng đại diện cho 10 phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và hai trường nhiều cấp học là trường Đoàn Thị Điểm Greenfield và trường Edison. Các đội bóng chia làm 4 bảng thi đấu với thể thức vòng tròn tính điểm, sau đó chọn 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng và thi đấu trận chung kết. Đây là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển thể chất trong trường học. Qua đó kịp thời phát hiện những năng khiếu bóng đá trẻ để bồi dưỡng đào tạo và đóng góp cho bóng đá tỉnh nhà trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong những năm qua, công tác phát triển thể dục thể thao trên địa bàn huyện Kim Động đã có những khởi sắc là đơn vị dẫn đầu trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8. Phóng sự nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển phong trào thể dục thể thao của huyện Kim Động đó là sự chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao. Hiện trên địa bàn huyện 100% các xã có quỹ đất dành cho thể thao, 56 trên 81 làng có sân chơi thể thao đạt gần 70%. Đặc biệt tại nhiều xã đã xây dựng được nhà tập luyện thể thao như Đức Hợp, thị trấn Lương Bằng, Thọ Vinh, Phạm Ngũ Lão, Hiệp Cường, Đồng Thanh, giúp phát triển phong trào tập luyện thể thao của người dân. Từ năm 2006 đã có cái đợt đo lại đất nông nghiệp thì đã dành cho các thôn là có cái quỹ đất cho thể dục thể thao. Và hiện nay là 6 trên 6 thôn đều có diện tích dành để làm sân bóng đá này, bóng chuyền hơi, cầu lông. Nhờ việc chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao nên số lượng người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao của huyện Kim Động đạt gần 30%, gia đình thể thao đạt 14%, có trên 200 câu lạc bộ và nhóm luyện tập thể thao. Bây giờ là nói chung là đã thành một cái phong trào là sâu rộng khắp buổi sáng và buổi chiều, đặc biệt là buổi chiều thì cả làng là kể cả hội viên và là dân ra tham gia cái phong trào thể dục thể thao. Để thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, hàng năm toàn huyện tổ chức gần 100 giải thi đấu giao hữu, trong đó có 4 giải cấp huyện với các môn thể thao, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông. Đồng thời vào dịp hè, huyện tổ chức 20 lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu niên nhi đồng tại các xã. Nhờ những giải pháp tích cực, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của huyện đã gặt hái được nhiều thành tích. Năm 2018 thì huyện Kim Động đã gặt hái rất nhiều thành công, đã đạt thành tích là nhất toàn đoàn trong tất cả các huyện, thành phố tham gia đại hội thể thao cấp tỉnh. Trong những năm gần đây, huyện Kim Động đã có những rất nhiều vận động viên đạt thành tích cao, đặc biệt là Kim Động cũng đã đóng góp 4 vận động viên đá chính thức của đội tuyển Hưng Yên trong giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Với những hoạt động phong phú đa dạng, phong trào tập luyện thể dục thể thao đã trở thành thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của đông đảo nhân dân. Điều đó không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao thành tích trong các giải thể thao của huyện Kim Động mà còn góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh ở các địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.